Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, sáng nay tại trường tiểu học Chi Lăng, Ban vận động hiến máu quận Sơn Trà tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2023. Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại điểm hiến máu, làm các thủ tục và lần lượt hiến máu. Mỗi người có độ tuổi sức khỏe khác nhau nhưng đều mang trong mình một tâm niệm cho đi là còn mãi. Mình rất vui khi được góp sức trong cái cuộc hiến máu lần này. Mình cũng hy vọng rằng là cái điều mình làm sẽ được lan tỏa đến mọi người nhiều hơn và sẽ nhiều người sẽ được tham gia hiến máu để cho cái công tác y tế được tốt hơn cho nước mình. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong đợt hiến máu lần này, cả cấp hội đã vận động được gần 400 cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân hiện đã công tác và sinh sống trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu, thu được 344 đơn vị máu. Với nhiều người, hiến máu tình nguyện đã trở thành thói quen lành mạnh, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Điều này thật đáng quý và cần được lan tỏa sâu rộng. Lãnh đạo địa phương cũng rất quan tâm, chú trọng đến cái vấn đề máu và cái nhu cầu máu cho người bệnh là rất là cấp bách, cho nên vì lý do đó là toàn bộ các cái đơn vị đóng quân trên địa bàn đều nhận được các cái văn bản và giấy mời để tham gia trong ngày hội hiến máu ngày hôm nay của quận Sơn Trà. Với nhu cầu về số lượng, chất lượng máu chữa bệnh ngày càng cao, Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị, làm tốt các công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức an toàn, hiệu quả các chương trình hiến máu tình nguyện, đảm bảo thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho người hiến máu để khuyến khích các tình nguyện viên tích cực hiến máu cứu người.